ngày mùng 5 tháng 3, thứ bảy sau lễ cho. Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông: "Hãy đi theo ta." Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Lê-vi đã dọn một bữa tiệc linh đình thiết đãi người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng: "Sao các ngươi lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Làm người phải biết mình là tội nhân. Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Chúa Giêsu gọi thu thuế viên Lê-vi. Ông đã theo người, và người dùng bữa tại nhà ông cùng với những đồng nghiệp của ông. Biệt phái và luật sĩ khó chịu vì Chúa Giêsu giao du với phường tội lỗi. Nhưng người nói: "Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Biệt phái, luật sĩ vẫn tự xem mình là thánh thiện, là công chính, và xem kẻ khác là người tội lỗi bất chính. Tiếc là đến nay, cách sống ấy vẫn còn nhàn nhãn trong chúng ta. Giáo hội có phẩm chất, nhưng ước gì giáo hội không xây dựng chuẩn mực của sự thánh thiện và khả tín theo phẩm chất. Có cụ 80 nói: "Tôi chỉ dám tin vào Chúa Kitô, tin những tín điều hội thánh dạy, tin những người sống như Đức Kitô đã sống, và cầu xin cho mọi người sống như Đức Kitô đã sống." Một lần hội diễn thánh ca ở Tân Mai, Biên Hòa, một cô gái đứng ngoài cổng xa khóc sướt mướt. Có người hỏi tại sao. Cô trả lời: "Em nhớ Chúa, nhớ nhà thờ. Em hư đốn, chỉ biết đứng đây xin Chúa tha tội em." Người hát trong kia, người khóc ngoài này, ai thánh thiện hơn ai? Chỉ có Chúa thấu suốt. Trang mạng của một giáo phận nọ không đăng bài vì tác giả ký bút danh Ả Giang Hồ và đề nghị đổi bút danh mới được đăng. Hóa ra những kẻ thấp bé tội lỗi không có tiếng nói sao? Tội lớn nhất mọi thời là tội nghĩ mình là thánh và kết tội người khác. Có người hỏi: "Thưa cha, khi con kết tội anh em theo suy đoán chủ quan kiêu căng, ích kỷ, ganh tị của con, thì con có tội không? Và phải xưng ra loại tội gì?" Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn giúp nhau nhìn nhận mình là người có tội, luôn sám hối, quyết tâm đổi mới, xin Chúa thứ tha và làm hòa với Chúa để làm hòa với nhau. Amen. Lạy Thánh Giuse là đấng nuôi dưỡng con Đức Chúa Trời, xin cầu cho các gia đình chúng con biết nuôi nhau bằng cơm bánh và bằng lời hằng sống của Chúa nữa.
lạy Chúa. Sách Sáng Thế chương 3 câu 19 viết: Hãy nhớ ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo đó cũng suy tư về phận người thật vô vọng. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Còn chúng con là các Kitô hữu của Tân Ước thì xin cho chúng con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi, là nắm cho tàn được ơn tái sinh, chứ không phải hạt bụi muôn đời biến tan vào hư vô, không phải là nắm cho tàn, tàn vong đến muôn đời. Bởi vì nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà hạt bụi đời chúng con linh hiển. Lạy Chúa, xin cho chúng con đặt trọn niềm tin vào Chúa, để không bao giờ lo buồn thất vọng vì sự chết của thân phận người, để hân hoan cùng chết với Chúa Kitô và hy vọng được cùng Người sống lại trong cõi sống muôn đời. Amen. Phần đời con Chúa ơi, rồi chỉ còn một năm cho thôi, về giữa trời vơi theo gió vơi và biến tan muôn đời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là nắm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu nắm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và Người phục sinh cho đời con hiến linh. Bóng chiều mơ ước xa xôi làm trái tim côi nghe giá rơi nỗi đau phần người con Chúa ơi. Đêm dần trôi lời tìm đôi môi, lạy Chúa yêu ơi, con biết rồi Người xót thương muôn đời. Ôi Chúa, xin cho con nhớ mãi mình là hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là nắm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hạt bụi hồng này, vì yêu nắm cho tàn này, mà Chúa đã chết thân phận người và Người phục sinh cho đời con hiến linh. Thế trần là cõi chia ly, Người sẽ ra đi về cõi trời bên quê mong đời nơi Chúa thôi. Xin tình yêu nghìn thô khôn vơi của Chúa ba ngôi tha thứ tôi và dẫn con về trời. Ôi Chúa ơi, xin cho con nhớ mãi mình là ơn cứu rỗi. Xin cho con nhớ mãi mình là
năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu an vui hôm nay, vì yêu năm cho tàn này mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh. Xin cho con nhớ mãi mình là hàn bụi hồng được ơn cứu rồi. Xin cho con nhớ mãi mình là năm cho tàn được ơn tái sinh. Vì yêu hàn bụi hồng này, vì yêu năm cho tàn này mà Chúa đã chết thân phận người và người phục sinh cho đời con hiến linh.